Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu chính thức lên tiếng khi bị yêu cầu tước danh hiệu của Ý Nhi. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã trở thành một cái tên nóng trên mạng xã hội. Một trong những điểm mà khiến khán giả truyền tay nhau, đặc biệt là các anti-fan, là một đoạn email gửi cho ban tổ chức, yêu cầu tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi và đề nghị cắt bỏ suất thi quốc tế của cô. Một vị khán giả cho rằng Ý Nhi không thể hiện đủ tài năng của mình, phát âm tiếng Anh sai lầm và những phát ngôn gây sốc khiến cô mất điểm trong lòng khán giả. Người này đánh giá rằng Ý Nhi không đáp ứng đủ ba yếu tố là tài, sắc và đức để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế. Với những phản ứng tiêu cực này, đại diện ban tổ chức là bà Phạm Kim Dung đã lên tiếng cho biết: "Xin lỗi và cảm ơn, chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi, xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình." Nhiều người đã đánh giá rằng ban tổ chức cuộc thi đã có cách giải quyết chuyên nghiệp và hợp lý để giữ uy tín cho cuộc thi của mình.